Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại thì Lúa đang có mặt ở trên một cái vùng quê để tiến hành là dựng cổng đám cưới cho một nhà của người bạn. Thì bây giờ mình sẽ dựng cái đơn sơ ở đây và đi vô trong mình sẽ dựng một cái cổng đám cưới hoành tráng hơn. Thì ở dưới quê mình á, những cái bụi dừa nước như thế này thì sẽ có những cái cây cụ bắp. Và chúng ta lấy cây cụ bắp á, chúng ta sẽ làm thành bông. Đó, còn những cái lá mà xanh xanh như vậy nè thì chúng ta sẽ đang xéo qua, đối với những cái lá vàng của cái cụ bắp á thì sẽ tạo ra một cái hình đan là trông đẹp mắt lắm. Thì sẽ bữa nay sẽ cho các bạn trải nghiệm như thế nào gọi là cái cổng cưới lá dừa miền Tây. Đó, bữa nay chỉ đi có hai người thôi các bạn. Đó, đi với bạn Việt nè. Và bữa nay là mình cũng đã xuống lần thứ hai rồi. Hôm qua thì mình chỉ dựng cái rạp lên cho nó đơn sơ thôi, tại vì không có thời gian các bạn, làm chỉ có hai người thôi cho nên không làm được hoàn thiện công việc. Thì bữa nay là lần thứ hai rồi đó, bữa nay là xuống là đang bông lên cho để lên cái rạp cho nó đẹp rồi. Bắt đầu mời các bạn đón xem cái cổng cưới lá dừa miền Tây của tụi mình sẽ đẹp như thế nào nha các bạn. Tiếng thì hai thằng dựng được nhiêu đây nè, à, cơ bản là cái khung xong rồi đó. Mệt không bạn? Hơi mệt. Trời ơi bạn ơi, coi kìa, leo đu luôn rồi mấy bạn, chắc hồi nó sụp luôn quá. Con làm gì vậy? Con đứng đó hả? Thôi văng vẳng cho con nằm nha. Dễ thương mấy bạn. À, bữa nay con vui không? Vui không? Vui. Thôi nó dựng xong cái gạp cái cho con đứng chụp hình, mặc áo dài đứng chụp hình nha. Hiểu không? Này là giờ mình tách ra để mình làm bông các bạn. Này là ý quên người ta kêu bằng cây cùi bắp. Cùi bắp là mấy cái lá non các bạn, lá vàng á. Rồi mình nãy giờ mình tuốt rồi. Đỏ đầu ngón tay hết trơn các bạn. Này tuốt không phải dễ đâu các bạn. Đỏ tay hết trơn. Không có đơn giản như bạn nghĩ đâu nha. Không phải nắm kéo vậy đó. Mà không khéo là sẽ gách. Đây. Cái này là làm bông các bạn. Rồi để mình chỉ mấy bạn tách cái lá dừa này nha. Thì để tách được một cái lá mà nó ra như vậy nè. Cái cùi bắp này nó khó tách nha. Thì mình sẽ dùng một cái thủ thuật rất là đơn giản. Các bạn cầm một cái cùi bắp vậy. Và các bạn kiếm cái điểm mối nối thì nó rất là khó. Nhưng mà để Lúa chỉ cho bạn một thủ thuật đây. Các bạn cầm cùi bắp vậy nha. Cái bạn bẻ lên. Đó. Và nó sẽ hiện ra một cái lỗ như thế này. Đó. Và đặc điểm là Lúa không phải là để móng tay để chơi. Và để móng tay để làm này đây. Đây. Thấy không? Bạn thấy không? Đây. Lần theo. Và các bạn tách ra, cứ việc tách nhẹ nhàng ra. Còn các bạn, nếu mà các bạn tách quá mạnh thì nó sẽ bị tét và chúng ta sẽ không có cái để mà chúng ta làm bông nha các bạn. Đó. Rồi, đơn giản vậy thôi. Ở đây là thành phẩm đó bạn. Đó, bạn cột lại vậy. À, ở đây thì bạn Việt đã tách ra sẵn rồi nha. À, nè, bạn Việt hơi ẩu nè. Tách chỗ này bị tét nè. Thấy không? Bạn cứ nhẹ nhàng ra nha. Nhẹ nhàng như hai lúa là rất là ok luôn. Rồi giờ vô công việc tiếp nha các bạn. Rồi 15 phút mà mình đan được cái này nè các bạn. Giờ bắt đầu mình lấy lá vàng mình đan vô cho bạn coi nha. Và lên màu rất là đẹp luôn, rất là ok luôn. Đó. Mình mua được hai cái chữ nha các bạn. Thì dùng băng keo hai mặt đây, mình dán lên đây. Đó. Ở đây thì cũng đã dán xong một chữ cho bạn coi nha. Đây chữ khá là đẹp các bạn. Xe đâu vậy? Vậy.
Đây, sau thời gian thì mình cũng đã cắt xong rồi nha bạn. Đây là toàn bộ cờ bắp để dành làm bông nha. Giờ bắt đầu vô khâu làm bông cho bạn coi nè. Đây. Đó, bạn Việt đang chuẩn bị làm bông nè. Giờ chúng ta bắt đầu làm bông nha. Công việc cũng đã sắp hoàn thành nha các bạn. Thì giờ mình sẽ gắn bông lên. Đó, quá là công phu ha. Giờ gắn bông lên là bắt đầu mình đã hoàn tất rồi nha các bạn. Rồi cái cổng của mình cơ bản đã hoàn thành rồi các bạn. Đó. Rồi mấy bạn có nhu cầu thì bạn liên hệ số điện thoại là 0909 840707. Đó. Em sẽ review cho bạn xem cận cảnh luôn nha. Đây. Đây các bạn. Đó. Đây là cái bông nha. Rồi, hai chữ hỷ luôn. Rồi, có cái đèn trầu cho bạn luôn nha. Đó, quá là đẹp ha. Và thấy là cái cổng của lúa cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Thì lúa xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê. Và lúa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo.